Xin chào tất cả mọi người, mình là Việt. Chúc mọi người một ngày mới làm việc vui vẻ. Và ngày hôm nay Việt lại tiếp tục giới thiệu cho mọi người một số chiếc TV giá rẻ. Ngày hôm nay thì mình sẽ chủ yếu giới thiệu một số máy 43 inch của các hãng LG và Samsung. Thì như những video lần trước thì mình chỉ giới thiệu một số TV từ 55 đến 65. Nhưng mà theo như Việt đánh giá thì bây giờ nhu cầu mọi người sử dụng một chiếc TV ở trong phòng ngủ hay là phòng ăn khá là nhiều. Vậy nên thì ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu cho mọi người một số chiếc TV của hãng Sony và LG. Đây là những chiếc TV smart có đầy đủ những ứng dụng cũng như là bắt wifi, bắt bluetooth. Đấy, thì bây giờ thì mình có thể là mình sẽ giới thiệu một chút sơ qua về ngoại hình cũng như là các ứng dụng, tính năng và âm thanh của mỗi chiếc TV để anh chị cùng tham khảo. Thì mọi người thấy thì xung quanh mình cũng có rất nhiều mẫu TV như chiếc này 55 inch, ở video lần trước mình có quay cho mọi người. Cái này 65 inch và bốn cái mà mình sẽ giới thiệu cho mọi người ngày hôm nay là những cái này mình đang mở cho mọi người cùng xem đây. Ok, và bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết từng cái cho mọi người cùng xem. Đầu tiên thì Việt sẽ giới thiệu cho mọi người về chiếc 43 inch của Sony, model của nó là 43X7000F. Thì chiếc TV này là một chiếc TV smart chứ phải là Android, cho nên là những ứng dụng của nó cũng có một số là hạn chế. Nhưng mà không sao, bởi vì chiếc TV này thì nó có độ phân giải màn hình là 4K, thì nó cũng sẽ tích hợp một số ứng dụng như FPT Play, YouTube. Đấy, thì bây giờ thì mình sẽ vào phần YouTube để anh chị cùng tham khảo về hình ảnh cũng như âm thanh và tốc độ wifi của chiếc TV này. Thì chiếc TV này thì theo Việt đánh giá tốc độ mạng khá là nhanh và những thao tác rất là mượt mà. Mọi người có thể thấy là lúc mình thao tác những cái sang trái sang phải thì nó di chuyển ngay luôn. Thì mọi người có thể thấy là chiếc TV này được thiết kế khung viền bằng nhựa màu đen khá là sang trọng, chân chữ V hai bên. Thì nếu như anh chị nào quan tâm đến những sản phẩm của em thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại và Zalo em có để trên màn hình. Chiếc TV này là một chiếc TV smart nhưng mà nó lại có một tốc độ mạng và những thao tác khá là nhanh, cho nên là anh chị nào mà không quá yêu cầu về những ứng dụng cao thì chiếc TV này khá là hợp lý. Và chiếc TV này thì em đang bán với giá là 4 triệu. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ với em. Thì bây giờ em sẽ quay một chút về mặt sau để anh chị cùng xem nhé. Đấy, mặt sau của chiếc TV này. Chiếc TV này thì có đầy đủ các cổng như là HDMI, cổng USB, cổng chuyển đổi âm thanh quang học và cổng 3.5. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chuyển qua một chiếc TV của Sony nữa, nhưng mà chiếc này thì đời cao hơn. Ok. Và chiếc tiếp theo mà Việt sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người là chiếc TV cũng là của hãng Sony. Nhưng mà chiếc này nó có khác biệt hơn một chút so với cái trước là chiếc này có hệ điều hành Android. Ngoài ra nó còn có Bluetooth kết nối qua loa không dây. Và chiếc này thì được tích hợp khá nhiều ứng dụng như YouTube, Netflix và đặc biệt có Google Play. Thì cái Google Play này cho phép chúng ta tải ứng dụng cũng như trò chơi về chiếc TV này. Ok, và bây giờ thì Việt sẽ đi vào một số video để anh chị cùng tham khảo trải nghiệm về hình ảnh, âm thanh và cũng như là tốc độ wifi của chiếc TV này. Thì chiếc TV này thì em bạn với giá là 4.500.000. Thì vì chiếc này là có hệ điều hành Android cho nên nó giá của nó cao hơn, so với cái trước. Thì chiếc này thì có thiết kế khung viền cũng là bằng nhựa. Và chiếc này thì không có chân, thì anh chị nào mà treo tường thì em sẽ hỗ trợ dẫn treo cho anh chị. Đấy, mảng của con này cũng rất là nhanh. Hình ảnh rất là đẹp. Rồi tiếp theo thì em sẽ giới thiệu qua cho anh chị về chiếc 43 LG. Chiếc này cũng khá là đẹp. Được thiết kế khung viền bằng thép không rỉ và có kết nối chuột bay.
Nhưng thao tác của chiếc TV này cũng khá là nhanh. Đây, em sẽ vào một cái video để anh chị cùng tham khảo. Mọi người có thấy con chuột nó bay ở trên không ạ? Đấy. Chiếc này thì có hỗ trợ chuột bay, giọng nói, không viền bằng thép không gì. Chiếc này thì 3,8 triệu. Và em sẽ hỗ trợ giả treo cho mọi người và điều khiển thường. Độ phân giải màn hình là 4K. Thao tác rất là nhanh. Nó có rất nhiều ứng dụng như YouTube, Netflix, My TV, FPT Play, TV 360 để chúng ta có thể xem những cái chương trình giải trí ở trên chiếc TV này. Và bên này là chiếc 43UM cũng của hãng LG. Chiếc này thì giá của nó thì chỉ cao hơn cái kia 100.000 thôi. Chiếc này thì em bán với là 3,9 triệu, cũng hỗ trợ giả treo cho anh chị. Bởi vì ba cái này là ba cái TV mà không có chân đế, thành ra thì em sẽ hỗ trợ giả treo cho anh chị. Chiếc này thì ảnh của nó sẽ đẹp hơn của cái bên kia một chút, nhưng mà về ứng dụng cũng như hình, cũng như tốc độ wifi thì hai cái này nó bằng nhau. Em sẽ vào YouTube để anh chị cùng trải nghiệm nhé. Đấy, mà khá là nhanh. Tìm màu sông chân ái, tìm đường sắc đẹp với Sky TV trên Lazada. Chiếc này thì cũng được thiết kế khung viền bằng nhựa. Em sẽ to tiệm một chút để anh chị cùng tham khảo. Và vừa rồi thì Việt đã giới thiệu đến tất cả mọi người một số mẫu TV 43 inch giá rẻ của hãng LG và Sony. Nếu như anh chị nào mà quan tâm đến một trong những chiếc TV này thì hãy liên hệ trực tiếp với Việt để được Việt tư vấn. Ngoài ra thì như anh chị đã thấy thì bên cửa hàng Việt còn có rất nhiều mẫu TV từ 65 inch, 75 inch, 32 inch, 49 inch. Anh chị quan tâm nhiều hơn về những chiếc TV ở bên Việt thì hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của Việt. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình.